Là mình ôm ba la nhá, xem hai Em bé ơi, được hai kim hai thai gì? được là mình vui nhá. Đấy, xong thai. Ok, chào chào chị. À, đây là hai bé này. À, hôm trước siêu một lần rồi đúng không? Rồi. Đây, bây giờ hai vợ chồng nhìn này, đây một túi này, thấy chưa? À, kéo xùm lên đây một túi nữa. Đấy, đấy, thấy chưa? Rồi, như vậy là mình bắt đầu sơ khởi cái là mình nhìn thấy hai bé rồi. Rồi, mình nhân mông lên các bạn này. Nhân mông, nhân cái. Rồi. Bây giờ nhìn đầu tiên là mình thấy hai túi thai này. Mình nhìn, bây giờ mình tìm hai phôi thai này. Đấy, màu trắng trắng là phôi đấy ha. À, tuyệt vời. Hai em bé đều tim thai đập bịch bịch luôn. Đấy là điều mong muốn nhất của bác sĩ mà siêu âm giai đoạn này. Bạn đo được vào 6 tuần 2 ngày, không biết có đúng với tuổi thai không? Kia là 6 tuần 5 ngày à? Ừ. Đây cái phôi này. Đây là 6 tuần 4 ngày. Đó. Chênh lệch nhau 2 ngày ha. Cũng chuẩn rồi, không có vấn đề gì tại thai còn nhỏ rồi. Bây giờ mình nghe tim nhá. Tim này mới vui này. Mong chứ, cái giai đoạn này phải nhất cái này đúng rồi đấy. Em có tham gia các hội nhóm đọc của các bạn khác không? Biết ngay à. Mấy cái anh chị mà làm tụi tin ống nghiệm ai cũng thế thôi, vào trong các nhóm xem triệu chứng gì có bầu rồi. Đứa này bảo có tim thai về khoe với nhau. Cập Cập nhật nhật liên là tục. toàn mấy cái tích cực không chứ không mấy cái Đúng ok là rồi, bỏ qua hết. chính xác. Đây, tim bé thứ hai này, tuyệt vời quá. Là hai bé đều có hai tim và hai bé này nó là hai phôi riêng biệt. Do đó nó không có nguy cơ truyền máu song thai. Nó độc lập với nhau ha, nó cùng cái thời điểm để nó vào cùng lúc thôi. Nên hai phôi này ví dụ mình chuyển cách nhau 5 5 năm thì cũng đấy cũng được. Và khi mà đẻ ra thì nó khác nhau. Có thể khác nhau về mặt mũi, có thể khác nhau về giới tính luôn. Có thể là giống nhau. Rồi. Trong này vẫn chờ sửa soi. À, nhưng bác Hạnh báo luôn là hai tim thai nhưng một tim thai thì bác Hạnh nghe rõ, một tim thai nhưng không đo, không phải là không nhìn thấy nó đập nhưng đo nó không lên ấy, nó còn nhỏ. Đây là cái tim thai này có mạnh không? Mạnh nhé, nó rất là mạnh luôn, đập bịch bịch bịch. Còn cái tim thai bên này thì bác Hạnh đo nó không bắt được tim thai, cái bé mà đo nhỏ hơn một chút xíu đấy. Bố mẹ nhìn này, nó có tim thai đúng không? Đây 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 này không? Đây, bác Hạnh cố gắng đo, mẹ nín thở bác Hạnh đo xem nào. Nó nhỏ. Cũng có. Đấy có, hai mẹ thở bình thường. Đúng rồi, nó không đập mạnh như kia. Nó nhỏ này. Nó nhỏ, thấy nhỏ hơn 2 ngày đấy. Thì mình giờ mình chỉ theo dõi tiếp, mình cũng không có can thiệp hay gì hết. Mình chỉ có theo dõi, bổ sung nội tiết. Chắc chắn rồi, những em bé thụ tinh ống nghiệm phải sử dụng nội tiết. À, đến 12 tuần luôn nhé. Có, bây giờ thay giai đoạn này là uống sắt axit folic và DHA trước nha. Ngắn nhiều quá ấy, thì bác Hạnh thường là để canxi vào giai đoạn sau. Hơn 3 tháng thì bắt đầu mình uống canxi sau. Còn bây giờ mẹ sẽ bổ sung này, sắt axit folic với cả DHA ha. Đấy, bé này tim đập to hơn này, thấy không? Không. Sắt axit folic đang có, vẫn uống tiếp tục ngày một viên. DHA đang có ngày một viên, ok. Còn tất nhiên nội tiết mình đang uống thì mình phải dùng thôi. Như vậy là song thai này ha, song thai. Em mời chị Tổng Huyền. Đã nhìn song thai đó, chú sẽ nhìn song thai. Song thai đó, hai cái đen đen này. Không thấy bóc tách tụ dịch, không có thấy dấu hiệu gì hết, đặc biệt gì cả. Tuy nhiên thì bây giờ là 6 tuần mấy. Với cái thai này bác Hạnh thì dám hạn 1 tuần thôi, không dám hạn 2 tuần đấy, để xem tim thai bao giờ nó phải chắc nịch nó tốt đã thì mình sẽ sử dụng cái khoảng cách thời gian khám xa nhau. Cái này bác Hạnh 1 tuần thôi nhá. Ok, dù sao hay nữa thì thấy tim thai đập là vui rồi, chúc mừng nhá.